Đấy, chú Chi ơi, đây có quà này. Chú Chi ơi, có quà này. Tớ đã bảo bóc đâu, chưa bảo bóc quà. Xin chào mọi người. Thì hôm nay cô Lê Tâm cô để quà cho gia đình mình, của cả Kim Chi và mình cũng giống như là chú Chi. Không cả béo, không cả chú Chi rầm. Thế mình đi quà vào nó chưa bóc này. Vẫn chưa bảo gì cả. Chị cắn đứt được con ạ. Kim Chi cắn đứt được dây luôn ạ. Thôi để bóp nó. Hôm qua hôm nay rất là nặng. Mình dự tính là đây bao nhiêu cân. Nói chung hôm qua hôm nay rất là nặng luôn. Mình dự tính nó phải tầm đến phải hơn 30 cân. Hôm qua hôm nay phải hơn 30 cân. Cả béo đang ngủ gọi nãy còn mãi ra không gọi không dậy. Bây giờ thấy bốc quà cái này bóc ngay. Thôi cải để bóc thôi. Thôi rồi, ngồi xuống nào. Ông này giờ cứ mình bê thùng quà gì này, ông ấy đang gọi là thui lần ở ngay này. Chú chi, bóc quà không? Nhìn bố cả bóc quà này. Cái quầy nhựa nó đổ. Chú chi đây, nhìn bố cả bóc quà này. Rồi, hôm nay mình sẽ thui quà nha. Hôm nay quà rất là nặng hơn. Cô Tâm đã rất nhiều lần gửi quà cho gia đình của cải rồi, rất cảm ơn cô Tâm rất là nhiều. Mình bảo cô không gửi mà cô cứ nhất. Cô ấy cứ rất là yêu mến, cô cứ gửi thôi. Thôi, Kim Chi nào cũng không ấy. Nào cô cải nào, ngồi xuống. Nào ngồi xuống thôi, ngồi xuống cải nào, ngồi xuống nào. Dao cạo râu. Đây dao cạo râu chắc là nhiều lúc xem video là thấy nô râu dài. Cô tặng rất nhiều dao cạo râu này. Mì tôm này. Mì tôm mì nấu đỏ. Hôm trước cô tặng 2 thùng mì thì bây giờ mình vẫn chưa ăn hết. Đây là gì đây? Thôi, không cần một cốc nữa, một cái nào thôi. Cứ chi một số nào. Hôm nay cùng khui quà nào. Đây ra cạo râu này. Thôi nào, cải chính á. Đồ ăn, cái con đồ ăn. Cứ chi chính á. Đây là gì đây. Quay gần sát cảnh được, không được quay quà. Đây gì đây nhỉ, đây là dầu ăn. Đây dầu ăn rồi. Đây là mấy chai dầu ăn. Giờ mang hộp trước ớt này. Mày muốn cạo râu à? Hả? Muốn cạo râu sao mà mình đi cạo râu bây giờ? Cái chị tránh là nào? Bên mì tôm rất là nhiều. Mì tôm thì lần này là cô ấy tháo ra này. Cô nhắn tin cô ở bên vận chuyển họ ấy bảo là thùng nó to, nó tổng cày nên là họ ấy tháo mì ra họ ấy. Xong rồi thùng đây là lại là gạo này. Cái chị tránh ra nào? Tránh ra. Cô Tâm thì cô kể là cô hét lại hay rất hay đi từ thiện. Nên là cũng chắc là cô từ thiện thì cũng hay gửi gạo, gửi mì, dầu ăn cho những chắc là những trung tâm gọi từ thiện thì đấy. Nên là cô cũng hay gửi cho mình. Đây là bột nêm này. Đúng gọi là đúng đi gọi là thực toàn thực phẩm rất là nhiều. Bột nêm này. Đây là phô mai xúc xích này. Chỗ thùng này nó mình bê nặng lắm. Phải chắc là phải gần 40 cân đấy. Ba mấy cân đấy. Đây phô mai và xúc xích này. Gạo rất là nhiều luôn. Rất là nhiều gạo. Mì và gạo. Đây, sau khi mình khui hệ đống quà ra đây, cô Tâm với cô ấy gửi rất nhiều thực phẩm cho gia đình mình. Gạo này, gạo hôm nay rất là nhiều. Mì tôm cũng rất là nhiều. Mì tôm hôm trước cô ấy gửi còn chưa ăn hết đây. Dầu ăn cũng vẫn còn, cô lại gửi tiếp. Rồi bánh này. Rồi đây là chắc là đây là cái bếp nướng này. Rồi có cả cái nồi này.
rất nhiều quà luôn, mắm muối mì các thứ, thực phẩm rất là nhiều. Rất cảm ơn cô Tâm rất là nhiều, cô rất quan tâm đến gia đình Nô Cải Chi luôn. Đồ kia